Rồi, xin chào mọi người nha. Đây là chiến binh đẻ bảy con của mình đây mọi người. Đó, cái bầu vú của nó bị cũng chưa có coi như là trở lại bình thường. Đó. Đây nè. Nó đây. Trọng lượng lúc này khoảng là 4 kg hơn. 4 kg hơn. Đây nó đây nè. Mình đã tách nó ra phía trong rồi. Và mình để nó con khác vô cái ổ của nó. Đó, đây là chiến binh đẻ kỷ lục của trại trại mình là 7 con nha. Hiện tại bây giờ á 7 con mà 7 con là khỏe mạnh. Đó, khỏe mạnh hết. Tới bây giờ người ta nuôi vẫn là đạt là ăn uống uống sữa bú sữa tốt nha mọi người. Đó, nhưng chỉ có điều nó không nuôi được thôi. Rồi. Thì từ cái việc này thì có nhiều bạn á là đưa ra một số cái thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất đó là làm cách nào để cho nó đẻ 7 con. Tức là đẻ với lại cái số con nhiều. Đó. Cái thắc mắc thứ hai đó là lý do vì sao một ổ mà có hai màu đen và trắng. Tức là 4 con màu đen và 3 con màu trắng trắng, nó có thể nói là cái dạng đột biến nha, có thể nói là như vậy thôi chứ mình không có nói là đột biến. Nhưng cái ý ở đây mình muốn nói đó là nó có thể đẻ được 7 con nha. Mình đã nuôi 7-8 năm nay thì lần đầu tiên mình thấy một con chồn có thể đẻ được 7 con khỏe mạnh. Đó, khỏe mạnh chứ không eo ọt. Đó. À, bây giờ trở lại cái câu hỏi là lý do tại sao mà mình nuôi đạt được cái một cái con đẻ được 7 con. À, một là mình trả lời là cái này cũng tùy theo cái sự hên xui. Chắc chắn là như vậy rồi, tại vì mình có được cái giống của nó đẻ sai. À, thì mình nuôi dưỡng với nó là đầy đủ chất ăn uống là mình cho đầy đủ thì nó mới phối giống, nó mới đạt được cái kết quả. Cái thứ hai á, là mình phối kép đó. Thì khi mình cho ăn uống đầy đủ và con giống mình khỏe mạnh thì mình có được cái mức đậu thai nó tối đa đó nha mọi người. Rồi, đó là cái lý do tại sao mà nó đẻ nhiều á, thì nói tóm lại là chỉ có là ăn uống đầy đủ đủ chất và phụ thuộc vào con giống và có tính hên xui nha. Mình không có chắc chắn cái con nào đẻ 7-8 con hay là 5 con mình cũng không chắc chắn được, tại vì bữa có một lần mình quay clip mình đã từng nói với lại mọi người cái con này đẻ 4-5 con thì suy nào cũng đẻ 4-5 con, cuối cùng ra có 3 đó. Cái đó là thực thực tế nha, chứ mình không không có phải là nói mà không có dẫn chứng được. Mình nói là phải có dẫn chứng, tại vì mình quay lên để chia sẻ cái kinh nghiệm chăn nuôi cùng nhau phát triển, thì cái gì á mình trải qua thì mình mới 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 nói được đó, và mình phải phải quay được dẫn chứng được để anh em cùng học hỏi phát triển nha. Rồi, cái thứ hai nữa là hai màu sắc của một bầy 7 con thì nó nằm ở cái chỗ là mình phối kép, tức là sáng một con đực phối, chiều một con đực phối, như vậy mình gọi là phối kép. Như vậy thì nó có thể nói là nó rụng trứng trong cái buổi sáng và buổi chiều thì tất cả nó đều đậu hết. Thì hai con, một con đậu 4, một con đậu 3 thì hai màu sắc khác nhau. Có thể là một số con nó có thể là đột biến chẳng hạn, nhưng mà theo mình nghĩ là không phải. Nó đột biến là phải trắng tinh luôn, trắng như tuyết. Đó, hoặc là nó đen đen hết từ đầu tới cuối luôn. Đó. Thì đây không phải nha, đây không phải là trắng tinh mà nó vẫn còn lai cái con cha nó màu lút lút
màu cũng trắng trắng vậy đó, sáng sáng lút 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 vậy đó, cho nên là một con thì đậm, một con thì lút lút, cho nên nó ra như vậy thì mình nghĩ cũng đúng rồi. Đó, như vậy là cái việc mà đẻ hai màu á, là với lại đẻ nhiều luôn là mình có cho phối kép nha, tức là một con cái mà mình cho hai con được phối. Đó, nếu mà nó rụng trứng lúc nào thì nó đậu lúc đó thôi. Đó, cái điều đó là mình muốn trả lời với các bạn như vậy. Còn cái việc nữa, một cái ý cuối là ví dụ như các bạn nhìn nhìn cái bầu vú của nó đó, mình có quay cái clip bữa trước tới giờ, mình trước khi nó đẻ thì mình có quay cái clip là mình đã dự đoán con này không có sữa, và đúng là nó không có sữa, cho nên mình đã nhiều lần rồi mình tách nó ra liền, mình tách nó ra, tách con ra để nuôi bộ. Và con mẹ này á, nếu mà nhanh thì khoảng tuần 2 tuần là lên, còn không có 1 2 tháng nữa lên thì mình tiếp tục khai thác cái con mẹ này cho nó đẻ tiếp, và mình nghiên cứu xem thử coi nó có đạt được với cái mức độ là 6 7 con hay không. Nếu như vậy thì mình khai thác được tốt hơn. Đó. Thì mình có một số ý để trao đổi với các bạn về cái kinh nghiệm nuôi chồn là như vậy. Thứ nhất là làm cách nào để đẻ được nhiều. Đó, thì mình đã trả lời rồi. Thứ hai á, là vì sao một ổ 7 con mà có 3 con trắng và 4 con đen. Đó, thì đó là cái mình phối kép để cho các bạn rút kinh nghiệm thêm về cái việc chăn nuôi cái con chồn hương để tạo kinh tế cho mình phát triển. Đó, thì qua nhiều năm, không phải 7 8 năm mình nuôi con chồn hương, thì đây là một cái trường hợp khá đặc biệt là có thể đẻ được 7 con khỏe mạnh nha, chứ không phải là đẻ 7 con mà 3 con hư lót ổ 1 con hoặc là gì mà nó là ra là nuôi được hết, chứng tỏ là mình chăm sóc cái con chồn nó đạt. Tuy nhiên nó còn cái hiện tượng mà nó không có sữa cho con bú thì mình cần phải khắc phục thêm, mình cần phải học hỏi thêm. Đó, đó là một trong những cái mà khó khăn nhất của mình hiện giờ, đó là làm sao để chồn đẻ ra mà đều nuôi con tốt hết. Đó là một cái khó khăn của mình đang nghiên cứu thêm. Còn nếu anh em nào mà có cái biện pháp mà khắc phục cái tình trạng mà chồn đẻ ra mà không có sữa cho con bú, mà bây giờ làm sao cho nó có sữa cho con bú, thì có thể comment xuống giúp mình xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.